Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án nhận được 50 token DFGL. Dự án này list trên sàn CoinTiger mọi người nhé. Để tham gia kèo đó này thì mọi người vào link dưới phần mô tả cho mình sau hoàn thành các nhiệm vụ trên Terra của mình. Sau khi vào đây bấm start cho mình. Ok, ở đây mọi người sẽ nhập mã gấp ra cho mình nhé. Bấm continue này, sau đó nhập sẽ nhập mã gấp ra đây cho mình. Ở đây nó sẽ có phép tính thì mọi người sẽ nhập vào đây cho mình nhé. Ok, sau khi nhập phép tính xong thì nó sẽ ra như thế này. Ở đây nó bảo mọi người join vào kênh group và kênh trên New Telegram. Các bạn tham gia kênh Telegram của mình. Join vào đây mọi người có thể chat cho mình từ đây nhé. Rồi, tiếp đến quay trở lại. Tiếp tục join vào kênh trên New dự án. Ở đây bấm vào tham gia kênh. Ok. Tiếp theo các bạn quay trở lại. Các bạn follow Twitter, like và retweet là kênh Twitter của mình. Ở đây các bạn bấm theo dõi kênh Twitter này. Sau đó các bạn kéo xuống dưới bài đăng, mọi người like và retweet lại bài đăng này. Ok. Bây giờ quay trở lại AirDot. Tiếp tục bấm vào Don cho mình nhé. Ở đây nó hỏi mọi người join vào kênh trên New Telegram chưa. Các bạn join rồi bấm Don mình. Tiếp theo là mọi người sẽ copy lại profile link kênh retweet. Ở đây mọi người sẽ copy lại username kênh Twitter của mọi người nhé. Sau đấy gửi vào Telegram cho mình. Ok. Tiếp đến ở đây nó bảo là mọi người join vào kênh liên kết dự án chưa, kênh Telegram liên kết đấy. Ở đây bọn các bạn join vào cho mình. Sau khi join xong các bạn quay trở lại. Tiếp tục follow kênh Twitter, đây là cái liên kết nhá. Mọi người like, retweet là cái liên kết này cho mình. Tìm đến bài đăng dự án, đây, like này, retweet là cái liên kết. Ok. Rồi. Bây giờ quay trở lại AirDot tiếp tục bấm vào Don mình. Ok. Ở đây nó bảo mọi người sẽ gửi địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ copy địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Truth Wallet hoặc là về MetaMask nhé. Ok, sau khi vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví Binance của mọi người. Sau đó mọi người sẽ quay trở lại Telegram. Mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình nhé. Rồi sau khi mọi người gửi địa chỉ ví xong thì ở đây mọi người sẽ có một cái link red mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.